Chỉ còn 4 ngày nữa là Running Man Việt Nam mùa 2 Chơi là chạy sẽ chính thức ra mắt khán giả ở tập đầu tiên. Trước giờ lên sóng, các thành viên đã tích cực quảng bá cho chương trình và kêu gọi mọi người cùng đón chờ những điều thú vị sẽ diễn ra trong mùa này. Theo như bật mí trong đoạn livestream mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc, cô nàng sẽ kết hợp cùng với anh cả Trường Giang tạo thành cặp đôi hài hước và bí ẩn cho mùa này. Đặc biệt, Lan Ngọc còn tiết lộ sẽ rút kinh nghiệm từ mùa 1. Cô nàng đã định không chơi dơ, không cơ hội nữa ở mùa này. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Độ máu lửa của các thành viên năm nay, nhất là những người chơi mới, khiến Lan Ngọc trở thành nữ hoàng non nớt. Gặp ai cũng bị dụ, nên nếu không chơi dơ thì không thể nào giành chiến thắng. Lan Ngọc chia sẻ rằng mình cảm thấy rất vui khi kênh Running Man Việt Nam mùa 2 có thể kịp để lên sóng. Cô mong các khán giả sẽ ủng hộ chương trình thật nhiều.